chào các bạn đã quay trở lại với Trang BT nha. Hôm nay thì mình sẽ lên một mẫu móng ngắn, trang trí móng ngắn cho các bạn cùng tham khảo nha. Các bạn hãy cùng theo dõi mình nha.
đây là thành quả của mình nha. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Trang BT giúp mình nhé. Và hãy theo dõi kênh để mình ra nhiều video hay hơn nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau.